yêu là chọn. Em đọc profile của bạn Nga chưa? Dạ, cũng đọc bạn. Em cảm thấy như thế nào? Thì bạn Nga là cũng một người gái rất có cá tính và rất năng động trong công việc, cuộc sống. Thế là em đã... bị chinh phục. Bây giờ chuẩn bị gặp cổ thì cảm giác trong người em như thế nào? Em có đủ tự tin không? Cũng đang rất hồi hộp chị. Rất hồi hộp? Dạ. Cũng là gọi là một lần gặp đầu tiên để cho mình tạo ra... tạo cái ấn tượng cho cổ ha? Rất hồi hộp. Chào em. Chào anh. Anh được tự giới thiệu với anh là Tuấn. Anh ở Bình Dương. Giờ anh làm giám sát bên nhôm kính và cơ khí. Công ty nằm tại Đà Nẵng nhưng mà công trình anh đang làm ở quận 7. Anh công ty anh ở Đà Nẵng, vậy là anh có sống ở Đà Nẵng không anh? Không, tại là anh ra đỡ anh hỗ trợ em anh tầm cỡ mấy tháng nữa là anh lại quay về lại Bình Dương. Vậy là anh sống ở Bình Dương á anh? Đúng rồi, gia đình anh ở Bình Dương. Dạ. Để chị nói em nghe, cái cô này đó là cổ tâm sự với chị là cổ chỉ thích người sống ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Bây giờ em phải muốn, em muốn em mà hấp dẫn được cổ thì em phải nói là có cái hướng gì đó định cư, lập, phải lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Hồi nãy em nói cái vụ Đà Nẵng là cô hỏi liền, thấy không? Cô rất ngại người ở xa, cô không muốn yêu xa, tại vì cô đã bị mấy lần vậy rồi. Thì cái chuyện lập nghiệp đối với em thì cũng có rất nhiều công ty kêu về làm, nhưng mà gọi là em muốn tự em lập một cái gì riêng của em, chứ em cũng không muốn là đi làm cho một cái gì hết. Nhưng mà hiện tại em sống ở Bình Dương là em sống với ai? Em sống với mẹ và một người em. Thì bây giờ nếu như hai người quen nhau thì hẹn hò làm sao? Cổ là cô muốn người bên cạnh để chăm sóc cổ. Bây giờ em ở xa vậy thì em tính làm sao? Em nói cho cô nghe thôi. Thì gọi là có thể là thay đổi công việc vì một cái mục tiêu của tương lai, thì em cũng dám là em sẽ bỏ tất cả để vì cô ấy. Được, đúng không? Chị hỏi đúng ý em đúng không? Dạ đúng rồi chị. Thì bây giờ là ảnh đang ở là đang ở Biên Hòa, Bình Dương. Nhưng mà nếu mà vì tình yêu là anh sẵn sàng anh di dời công việc lên thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, nếu mà anh có ý định mà chuyển qua Sài Gòn thì mới được chứ. Từ Bình Dương mà anh rước em xa lắm. Lúc em mệt rồi em gọi anh rước em rồi anh đi một tiếng mấy mới tới. Thì sợ anh sẽ nản chí thôi. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ quan trọng cổ là cổ có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là phải ở thành phố Hồ Chí Minh để mà gần bên nhau. Vấn đề thứ hai là cổ cần quen là để tiến tới hôn nhân liền, vì cổ cũng đã gần 30 rồi. Đó, em phải đánh vô cái tâm lý đó của cổ mới được. Thì trong cái ý định của Nga với ý định của em cũng có sự tương đồng, là cũng muốn lập gia đình rồi, cũng muốn là có một gia đình nhỏ riêng mình. Còn để chuyển một công việc, để cho mình có một công việc ổn định thì mình cũng phải tìm và mình phải từ từ, gọi là có thể nhưng không nhanh lắm nhưng mà cũng không muộn lắm. Bao lâu, khoảng bao lâu thì mới được? Thì trong vòng cỡ phải từ nay đến cuối năm thì mới bắt đầu thay đổi được công việc ổn định được. Được không Nga? Phải cho trong thời gian từ đây đến cuối năm. Dạ, cái đó em hiểu. Để mà mình còn phải tìm cái cơ hội ở đâu, phải kinh tế ổn định nữa. Chị hỏi giúp em á, ví dụ nếu mà bây giờ anh ở Bình Dương cũng được. Thế nhưng mà một tuần á, nếu mà anh với em quen nhau á thì anh lên Sài Gòn được là bao nhiêu buổi? Đó, trả lời của giờ thì anh đang ở tại quận 7, nếu mà chúng mình có thể quen nhau thì lúc nào anh cũng đến cho bên cạnh em được. À, nhớ hứa nó nghe, tôi làm bằng chứng nó nghe. Cái đó là cái đó quá hạnh phúc rồi. Nãy giờ thấy sao? Cần hỏi gì nữa không? Chị cho em hỏi là ví dụ nếu mà anh với em mà nói chuyện hôn nhân á thì em có phải sống với gia đình anh không? À. Tại vì là do em lớn lên với người nước ngoài nên là văn hóa của em và suy nghĩ của em nó rất là khác biệt. Nên không có dễ mà để em trong một thời gian ngắn em có thể hòa nhập với gia đình của anh được. Gọi là anh cũng không thích là gọi là trong gia đình là khi mà ở gần thường là có một cái xích mích cũng nhỏ cũng sẽ là to, nên là mình chưa ở xa xa một chút xíu, lâu lâu đến gặp nhau thì là quý, phải không? Quý hơn. Ba mẹ anh đang ở Bình Dương mà, còn anh mai mốt anh nói anh giờ lên thành phố Hồ Chí Minh rồi, có nghĩa là lên là sẽ lập nghiệp, cái xây dựng cái tổ ấm. Nếu như mà em với ảnh là tiến tới được thì anh lên thành phố Hồ Chí Minh anh ở. Dạ. Còn ba mẹ vẫn ở Bình Dương, ví dụ lâu lâu mỗi tháng gì về thăm ba mẹ ngày hai ngày thì ok đúng không? Dạ, vậy thì được chị. Rồi, như vậy là thời gian của hai bạn là hết rồi đó. Bây giờ thì Nga còn phải tiếp tục đi với chị thêm một hành trình nữa, là còn gặp một ứng cử viên thứ ba nữa ha. Sau khi mà em gặp ứng cử viên thứ hai á thì em cảm thấy là
anh là một người trưởng thành và chín chắn. Cái điều mà em thích ở anh là anh đã sẵn sàng cho một cái mối quan hệ nghiêm túc và một cái bước tiến lâu dài, đó là dẫn tới kết hôn. Qua giọng nói của bạn nữ thì bạn nữ cũng có thể là để lại mình một cảm tình gọi là rất là để sâu trong lòng, và mình cũng muốn là có thể cùng với bạn nữ là đi tới những cái bước xa hơn nữa trong cuộc sống. Nhưng mà bên cạnh đó thì em không thích công việc của anh lắm, bởi vì công việc của anh là như anh nói là anh làm giám sát, và anh phải đi giám sát theo công trình, tức là công việc của anh phải di chuyển tương đối nhiều. Em không thích điều đó, em muốn bạn trai làm công việc ở Sài Gòn thôi. Tính chất công việc thì bạn ấy cũng bên kinh doanh, mình cũng rất thích bên kinh doanh, và mình cũng muốn là muốn trải nghiệm cái ngành kinh doanh này để cùng với bạn nữ để có thể phát triển những cái gì mà mình định cho tương lai. Em thấy em thích bạn đầu tiên hơn. Bạn đầu tiên thì có công việc ở Sài Gòn. Sau khi mà bạn lắng nghe những cái yêu cầu của em thì bạn sẵn sàng thay đổi và cải thiện bản thân của mình để phù hợp với em. Thì đó là cái điều mà em cảm thấy rất là trân trọng. Ấy cha 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 cha, chúng ta đã trải qua được hai cuộc phỏng vấn và tương tác của hai ứng viên với nhân vật chính của chúng ta. Nhìn nụ cười giống như thèm muốn thấy rồi. Hai chàng trai có hai màu sắc khác nhau đúng không, Lê Trinh và Văn Bảo? Chính xác, chính xác. Chàng trai nhau hoàn toàn. Đầu tiên thì trẻ tuổi hơn, thì đang chiếm ưu thế hơn với chàng trai thứ hai. Không, bây giờ mình em mà đàn ông mà em phân tích cái gì, cái này cái cô đó cô chọn thì bây giờ phải đó, nghe. Bây giờ mình nghe phụ nữ, cái tâm lý phụ nữ trước. Không, bây giờ nếu như là Lưu Hà Trinh, Lưu Linh chọn ai vậy đã? Nếu mà em chọn phi công hay là em chọn người trưởng thành hơn? Mệt quá, có 5 tuổi không biết. Tại em có đâu định cưới gấp đâu, nên em thấy là nếu mà là em cũng chọn giống như cổ là em trân trọng cái anh lớn hơn. Bởi vì anh lớn hơn ảnh điềm đạm, ảnh sẵn sàng hy sinh, ảnh cũng có vẻ là thương yêu gia đình. Ảnh nhìn nó chín chắn lắm. Nhưng mà nếu mà phải chọn ai thích ai hơn thì mình vẫn thích cái luồng sức sống mới. Tại vì giống như là cổ đã mệt mỏi vì tình cảm rồi, cổ muốn có một người nào đó chăm sóc quan tâm đến cổ. Tại vì mình đâu có phải là đi chọn chồng đâu, mình phải trước hết là mình chọn người để yêu mà. Nên mình phải có một cái khoảng thời gian nhưng yêu nhau. Nhưng mà cô này là cô yêu là để cưới luôn đó. Tại vì cô lớn rồi, cô muốn yêu là cưới, phải yêu yêu không đâu. Nói chung là như Trinh là không bỏ ai hết. Có điều kiện, nhất cự ly, nhì tốc độ. Trong khi chàng trai thứ hai lại có cự ly quá xa. Đúng. Tóm lại là bây giờ Lưu Hà Trinh cũng chọn giống cô này là chọn khách đầu tiên. Tại vì ảnh chân thành, cái vẻ rất là ngô nghê vậy. Nhưng mọi người nên nhớ một chi tiết là nãy giờ là chưa có thấy mặt. Thực ra em thấy là bản thân người con gái này, họ bản thân là cô ấy là cô nói là cô muốn lấy chồng, nhưng mà cô vẫn còn đang có rất là nhiều những cái băn khoăn trong cái sự lựa chọn của mình. Tại vì lúc đầu trong cùng một câu chuyện thì nói rằng là đã từng quen người nhỏ hơn nhưng bây giờ lại không thích quen người nhỏ hơn, bởi vì cần một sự chín chắn nào đó. Đúng. Nhưng bây giờ khi có sự chín chắn rồi thì cô ấy lại lo lắng là cái chuyện xa. Tại vì cái chín chắn, nhưng mà cái chín chắn này nó xa. Cô muốn quen người lớn tuổi hơn, chín chắn nhưng mà cũng phải ở gần nữa. Cô này đòi hỏi hơi cao, nhưng mà vậy cũng mới cần nhờ tới mình. Nhưng mà em nói chị nghe, bây giờ á, thà là lúc mà mình 22-23 tuổi thì mình đưa ra 5 cái sự lựa chọn, thì lúc nào mình cũng mong muốn mình kiếm được cái người mà có được 5 cái sự lựa chọn hoàn hảo đúng không? Thì bây giờ là 30 rồi. Đúng rồi. Thì bây giờ là 5 cái yêu cầu đó thì chỉ cần ai đó được 3 cái. Ủa 30 thì sao? 30 thì cũng hốt hết được mà. À là Trinh vẫn muốn đợi tiếp đúng không? Đúng rồi, mình đợi tiếp được chứ gì đâu mà phải cố gắng. Đằng nào rồi hôm nay rồi cô cũng sẽ chừa lại cho em hai người à. Em yên tâm đi. Nhưng mà quan trọng là ứng cử viên thứ ba có đáp ứng không? Còn ứng viên thứ ba. Để tiếp tục coi một chút tâm lý như nào. Chà, nhìn cũng phải đỉnh đạt quá nha. Chào bạn. Chào Nga, mình tên là Tín. Rất vui được gặp Nga. Giọng nói của bạn là bạn người ở đâu vậy ạ? Tín sinh ra ở Nam Định. Và mỗi khi về quê thì Tín cũng đều xuống thành phố của bạn đó. Các bạn vô Sài Gòn lâu chưa ạ? Tín vào Sài Gòn được 11 năm rồi. Bạn có biết nấu ăn không vậy? Tín thì là con một trong gia đình, cho nên là cái vai trò cái sự tự lập của Tín nó rất là cao. Mình cũng vậy, tại vì mình được ba nuôi, mình là người nước ngoài nhận nuôi á, nên là cái mình được cái cách giáo dục khác, nên là mình cũng tự lập ở văn hóa phương Tây của mình á. Thì cái chuyện mà nếu mà mình đã nấu ăn rồi thì cái việc nhà là bạn phải lo á, nên là mình mong muốn là có một người bạn trai và để trở thành người chồng tương lai của mình, và họ cũng phải là người biết san sẻ công việc nhà với mình. Cảm ơn những thông tin mà Nga chia sẻ. Thực tế thì góc độ của Tín là một người làm kinh doanh, mà Tín làm tập đoàn nước ngoài,
Nên Tiến cũng rất là yêu thích những cái văn hóa, đặc biệt là trong góc độ đó là gì, mình chia sẻ và hỗ trợ nhau để cùng tốt hơn. À, theo bạn, bạn thích mẫu người phụ nữ như thế nào để trở thành vợ của bạn? Trên thực tế thì Tiến là người rất là nghiêm túc trong cái việc mà ngay cả đi làm hay xác định mối quan hệ. Thế mà đến với chương trình này thì Tiến cũng kỳ vọng tìm một người phụ nữ mà thứ nhất là biết yêu thương và quan tâm đến người khác. Thứ hai là một người mà có cá tính một tí thì người bạn đời của mình cũng chia sẻ được, cũng hiểu được và cũng đồng cảm được, cũng động viên. Vậy bây giờ cái này tôi đứng chính giữa không bên ai hết trơn á. Đúng không? Thường người ta nghĩ phụ nữ là phải tìm ra nội trợ, đảm đang, nhưng mà hiện tại giờ phụ nữ cũng vùng lên rồi. Dạ. Nhưng mà nói đúng là vùng lên nhưng mà cũng phải làm. Chứ vùng lên là không phải giao cho đàn ông làm luôn. Nhưng mà nhiều đàn ông cũng hứa là sẽ làm nhưng tới hồi lấy nhau về thì lại không làm. Đó, thì bây giờ hai bạn tôi đứng giữa thấy là có vẻ cũng rất là xứng đôi. Công ăn việc làm thì cả hai đều ổn định. Đó, thì bây giờ mình sắp xếp, đầu tiên là hai người phải cùng làm, yêu thương nhau, nhìn nhau làm mình nỉnh qua nỉnh lại là vui rồi. Còn ví dụ như sau này ai công việc cũng bận, kinh tế cũng bận hết trơn thì mình thuê người làm. Dạ. Chứ có gì đâu phải căng thẳng mà chia ra, đúng không em, được không? Dạ được ạ. Em làm việc nhà được nhưng mà em chỉ sợ lúc mà em về trễ thì em muốn chồng em có thể phụ em. Ừ, anh trẻ em về trễ thì anh đón em rồi ghé vô ăn cơm tiệm luôn, khỏi mất công làm, về hai đứa ôm nhau ngủ. Trời ơi. Chị thường hỏi giúp em là anh có muốn kết hôn chưa? Đó, em muốn kết hôn chưa? Đúng là trong ngay từ đầu năm ghi ra những mục tiêu thì một trong hai mục tiêu quan trọng nhất trong năm nay đó là lập gia đình. Bây giờ kinh tế em ổn định chưa? Đã có điều kiện để lập gia đình chưa? Lấy vợ về thì hai vợ chồng sinh sống ở đâu? Em thì rất là tự tin về vấn đề đó. Vấn đề bạn nữ thích ở đâu cũng được. Miễn là trong Hồ Chí Minh, nơi em làm việc. Làm sao? Là ở đâu? Còn nhà đâu ở? Em lo được. Thì hôm nay em đang dự định mua nhà. Thì em đang dự định mua quận 7. Đang dự định mua quận 7. Thí dụ vậy em đổi ý muốn quận 10 thì bạn qua mua quận 10. Không, em thích ở quận 7 chị. Vậy hả? Vậy là trúng ý nhau nữa rồi. Bây giờ em còn muốn hỏi ảnh gì nữa không? Em muốn hỏi ảnh là ví dụ em chưa có muốn sinh con ngay á, em muốn chơi một vài năm thì anh có thích với cái ý tưởng đó của em? Nhưng mà muốn cưới liền. Cưới thì năm nay cưới được rồi chị. Cưới liền nhưng mà một vài năm mới. Dạ, để em sinh. Chơi vài năm nữa rồi có. Thì khoan cưới, bây giờ tìm hiểu yêu nhau thôi. Chị tìm hiểu cưới luôn nha chị. Tìm hiểu cưới luôn nữa. Thì thay bây giờ chưa muốn sinh con thì bây giờ mình tìm hiểu đi. Một hai năm rồi mình cưới rồi mình sinh con luôn. Cưới năm nay cưới luôn đi cho nó đẹp chị. Trời ơi, thương quá người ta. Em đoán vậy. Em đoán vậy. Tại vì thầy Tử Vi em nói là năm nay là em cưới rồi. Em có coi thầy gì chưa? Dạ không, em thì không có quan điểm đó. Rồi vậy em trả lời câu hỏi cổ đi. Giờ cuối năm nay cưới nhưng mà 1-2 năm nữa chơi cái đã, lúc đó mới... Em nghĩ là Nga đặt tình huống cho em thôi. Vấn đề đó là cả hai thôi. Chứ vấn đề đó là gì? Khi mà Nga cảm thấy mà thời điểm đó phù hợp thì kinh tế, tình cảm. Còn vấn đề nếu mà em muốn đi chơi, anh có thể trong 1 năm anh có thể dẫn em đi chơi rất là nhiều nơi mà em muốn. Chà, đúng người rồi đó. Có điều kiện kinh tế, công việc ổn định mới đưa đi chơi được. Em cũng đi chơi nhiều lắm chị. Rồi bây giờ thời gian của hai bạn đã hết rồi. Bây giờ thì chắc là em đợi một chút xíu ha. Dạ. Tường sẽ tâm sự với Nga một chút rồi có gì sẽ gặp lại em sau. Vâng, em cảm ơn chị rất nhiều. Rồi. Sau cái buổi trò chuyện lần 3 thì mình cảm thấy rất là thích cái bạn nam số 3. Tại vì qua giọng nói và cái cách mà bạn giao tiếp với mình cảm thấy bạn rất là tự tin. Và cái sự tự tin đó là cái điều cần thiết mà mình mong muốn ở người bạn trai cũng như bạn đời của mình sau này. Sau khi mà gặp bạn nữ rồi thì đúng là mình thấy có một cảm giác có một sự kết nối nhiều hơn. Đó là một bạn đã có sự chủ động. Nhưng mà bạn đó là một người gì cũng mong muốn được chia sẻ, được yêu thương, được quan tâm. Mình rất là thích cái phong cách của bạn, giọng nói của bạn và cũng như tuổi tác cũng như công việc thì đều hợp với cái tiêu chí mà mình đang mong đợi. Khả năng bạn đó lựa chọn mình cũng rất là cao. Ấn tượng đó là ngay trong cuộc nói chuyện thì Nga đã thể hiện cái cá tính của mình. Đó là việc mà Nga mong muốn tìm một người bạn đời có thể chia sẻ được những công việc của gia đình, người có thể đồng cảm được. Trời ơi, vượt trội. Mình thấy đó là bạn một người yêu thích du lịch. Tức là ngay cả khi mà lập gia đình thì bạn cũng mong muốn nó gì cùng nhau đi chơi, cùng nhau trải nghiệm. Mà cô gái đã đưa ra biết bao nhiêu chiêu thức để thử lòng anh này, mà anh ấy rất tự tin để có thể vượt qua được và nắm bắt được tâm lý ngược trở lại cô gái Thanh Nga. Có vẻ là kết anh này nhất đúng không? Tại hỏi thẳng không, hỏi thẳng với lại con trai miền Bắc á, dùng ngôn ngữ rất là hay. Nhưng cái từ anh này thông minh lắm, anh dạ. Cũng có học. Cô này hỏi khó nhưng mà anh không hề trả lời mà nó lệch ra ngoài. Bắt được tâm lý đón đầu với lại là đáp trả rất là hay. Nhưng mà quan trọng là quý vị hãy nhớ một điều. Từ nãy giờ ba chàng trai cũng chỉ mới tiếp xúc với cô gái qua lời nói. Chưa thấy mặt. Và bây giờ chúng ta sẽ xem khi thấy mặt nhau thì
cô gái đó quyết định như thế nào. À, gặp ba chàng trai luôn. Xin mời chúng ta sẽ xem tiếp.